Trong tập trước của bộ phim Đại chiến các Titan thì một xích mích nhỏ giữa loại Skibidi Toilet với loại Cameraman đã gây ra một đại chiến kinh hoàng. Cuộc chiến đó đã lôi kéo ba thế lực tham gia. Skibidi Toilet đã liên minh với lại loại Speakerman. Sau đó thì Titan Lo đã dẫn đầu đội quân Speakerman của mình đến tiêu diệt tất cả những quái vật đầu ghi hình để báo thù cho những quái vật bồn cầu, đã khiến cho Titan Cameraman ẩn danh bấy lâu nay phải xuất hiện để ngăn chặn chuyện này. Titan Cameraman, cuối cùng người cũng đã lộ diện. Người mất tích bấy lâu nay không chịu dạy con cháu của mình để bọn chúng bị đông, ức hiếp kẻ khác. Và hôm nay ta đã thay thế ngươi dạy dỗ bọn chúng một bài học rồi đó. Hả? Dừng lại. Người quên cái tội lỗi của mình năm xưa rồi à, Titan Speakerman. Hả? Ta có lỗi gì chứ? Ngươi đừng nói nhiều nữa. Ta sẽ kết thúc ngươi tại đây. Thì trên đời này chỉ còn hai thế lực, loài Speakerman của bọn ta và loài Toilet Skibidi mà thôi. Dừng tay lại. Ngươi quên chuyện năm xưa rồi à? Vì để ta nhắc cho ngươi nhớ, cách đây mấy trăm năm trước, lúc đó ta với ngươi từng là đồng đội, còn có cả Titan súng Gunman, Titan cưa trên sông Man nữa. Bốn chúng ta là bốn Titan vô cùng hùng mạnh. Tuy nhiên vào thời điểm đó, thế giới đã xuất hiện một Titan khác có tên là Titan Toilet, cũng chính là tổ tiên của loài Skibidi Toilet sau này. Bọn chúng gieo rắc nỗi bệnh tật kinh hoàng khắp mọi nơi. Do thế mà bốn chúng ta đã hợp lực với nhau để cùng chung tiêu diệt bọn chúng. Mặc dù số lượng của chúng ta chỉ có bốn, còn bên phía lũ Titan Toilet hàng trăm, hàng ngàn con, nhưng sức mạnh kết hợp của chúng ta là tuyệt đối. Chúng ta hủy diệt, giết bọn chúng chết như ngã rạ, máu me dâng khắp mọi nơi. Nhưng cho đến một ngày thì chúng ta đối đầu với lũ Titan Toilet thủ lĩnh, tức là những con quái vật bồn cầu to lớn mạnh mẽ nhất. Và chúng ta đã có một cuộc chiến vô cùng ác liệt, luôn chỉ có một đất trời. Trải qua rất nhiều ngày cực khổ thì cuối cùng chúng ta cũng đã hợp lực và tiêu diệt bọn chúng thành công. Tuy nhiên một thành viên cho chúng ta, đó chính là Titan Cưa, cậu ấy đã bị thương rất nặng, khiến cho chúng ta không thể tiếp tục lên đường tiến thẳng vào hang ổ của loài Titan Toilet để xóa sổ bọn chúng. Lúc đó ngươi không nhớ à, Speakerman? Chính ngươi đã mang vác cậu ấy quay về lãnh địa của chúng ta. Chuyện đó chỉ là dĩ vãng thôi, ngươi nhắc lại làm gì chứ? Ta phải nhắc cho ngươi nhớ đến sự xấu xa của ngươi. Sau khi về lãnh địa của chúng ta, Titan Cưa vô cùng đau đớn, máu chảy rất nhiều từ vết thương đó. Lúc này tất cả chúng ta, nhất là Titan súng Gunman, cậu ấy rất lo lắng. Và ta cũng thế, ta liên tục hỏi ngươi bây giờ phải làm sao. Với cương quỷ thủ lĩnh lúc đó, ngươi rất bình tĩnh và quyết đoán. Ngươi bảo với chúng ta rằng tất cả hãy ở đây, một mình ngươi sẽ đi vào khu rừng nơi có những con Titan Toilet dữ tợn. Ngươi sẽ đi tìm thuốc quý hiếm ở đó để cấp tốc chữa bệnh cho Titan Cưa. Sau khi hồi phục thì tất cả chúng ta lại tiếp tục lên đường. Thế là bọn ta cũng đã tin tưởng và đặt hoàn toàn niềm tin vào trong ngươi. Ngươi nhanh chóng rời khỏi căn cứ của chúng ta. Nhưng ngươi đã đi rất nhiều ngày. Ngươi đi mà bọn ta chờ mãi không thấy ngươi quay trở về. Ta vô cùng sốt ruột, tình hình của Titan Cưa càng ngày càng xấu đi, không thể nào chờ được nữa, nên ta quyết định bảo Titan súng Gunman ở đây chăm sóc Titan Cưa, rồi ta lên đường tìm ngươi, sẵn tìm phương thuốc quý hiếm nào đó chữa cho Titan Cưa. Ta cứ đâm đầu đi mãi vào khu rừng nguy hiểm mà chúng ta từng giao tranh trước đây, thì bỗng dưng ta thấy những cái lò to lớn, tức là những bộ phận của ngươi đó, Speakerman à. Ta nghĩ rằng ngươi đã gặp nguy hiểm, không lẽ ngươi bị lũ Titan Toilet kia tấn công và giết chết rồi hay sao? Ta rất căm phẫn. Ta đã không suy nghĩ gì nhiều, ta đã liều mạng chạy tới chỗ hang ổ của lũ Titan Toilet để báo thù cho ngươi. Và thật không ngờ bọn chúng đã bủa quay lấy ta. Một mình ta cố gắng chống cự, nhưng được vài tiếng đồng hồ ta đã yếu dần, và cuối cùng bị bọn chúng đánh cho ngất xỉu. Tưởng rằng
ta lọt vào tay lũ kinh tởm đó, đời ta sẽ toi. Nhưng thật không ngờ lúc ta mở mắt ra thì ta đã thấy được tay Tình Súng. Cậu ấy bảo với ta thấy ta đi rất lâu rồi mà không quay về, nên cậu ấy lo lắng quyết định để một mình tay Tình cứ ở lại. Cậu ấy đã đi tới đây, nhìn thấy ta xích bị lũ tay Tình toilet ăn thịt, thì cậu ấy đã liều mạng giết chết lũ quái vật bồn cầu đó và cứu lấy ta. Nhưng mà cậu ấy còn bảo rằng trên đường cậu ấy di chuyển tới đây đã nhìn thấy hình bóng của người đi chung với lũ toilet bồn cầu kia. Ta không tin, ta bảo cậu ấy là hàm hồ. Tuy nhiên cậu ấy cứ cãi với ta, người đã phản bội. Ta tức giận, có tác động vật lý vào người của cậu ấy và bảo với cậu ấy ta đã nhìn thấy bộ phận cơ thể của người, chứng tỏ người đã chết hay có chuyện gì đó bất chắc. Nhưng cậu ấy nhất quyết không tin. Sau đó chúng ta đã cãi vã lẫn nhau, chúng ta đã đánh nhau vì người đó tên phản bội speaker khốn kiếp. Tài tình Gunman đã bị thương rất nặng khi giết chết những con tài tình toilet để cứu ta. Vậy mà ta vì bảo vệ người, bảo vệ sự phản bội của người, nên đã lỡ tay tấn công, làm cho tay Tình Súng càng thêm bị thương nặng. Và cuối cùng ta vì quá mạnh tay, ta đã giết chết cậu ấy, giết chết người mà vừa cứu mạng của ta. Lúc đó ta cảm thấy mình đầy tội lỗi, nhưng ta vẫn không hối hận, ta vẫn tin tưởng người. Ta còn ôm xác của tay Tình Súng quay trở lại lãnh địa. Lúc này khi trở về, một điều bất ngờ khác mà ta nhìn thấy, tay Tình Cưa đã khỏi bệnh, nhưng trong cậu ấy vô cùng suy tư. Ta đã kêu cậu ấy, cậu ấy nhận ra ta, rồi sau đó hấp hối nói với ta rằng người đã đến bên cậu ta rồi chữa bệnh cho cậu ta. Rồi sau đó người đã theo lũ tay Tình toilet rồi đi mất. Cậu ta còn bảo rằng người đã thật sự phản bội rồi. Ta một lần nữa bảo vệ người, đã không tin lời của tay Tình cơ. Ta vứt xác của tay Tình Súng xuống, rồi nắm lấy người của tay Tình cơ, đi theo hướng người đã di chuyển, để chứng minh cho tay Tình cơ thấy rằng người thật sự đã chết chứ không hề phản bội như bọn họ đã nói. Cầm mồm đi, người nói những chuyện này với ta để làm gì? Ta không muốn nghe tiếp tục đâu. Ta phải nói, ta bắt người phải nghe cái sự ra đi chết đau khổ của những đồng đội chúng ta trước đây. Sau khi ta cùng với tay Tình Cưa di chuyển theo hướng mà cậu ta đã nhìn thấy người phản bội, thì chúng ta bắt gặp một lũ quái vật bồn cầu. Ta cảm thấy thật thắc mắc kỳ lạ, tại sao lũ quái vật bồn cầu lại di chuyển theo hướng này? Rõ ràng hang ổ của bọn chúng ở hướng ngược lại mà. Thế là hai bọn ta đã cố gắng cấu xe, cố gắng quằn quại để thoát khỏi lũ quái vật bồn cầu to lớn đó. Nhưng thật không ngờ bọn chúng quá đông và quá mạnh. Cuối cùng kết quả cả ta và tay Tình Cưa đều bị bọn chúng đánh bại. Nhưng cũng nhờ vậy mà ta mới thấy được bộ mặt thật của ngươi, tay Tình Speakerman à. Khi ta tỉnh dậy thì ta ngó thấy tay Tình Cưa cũng vô cùng đau đớn. Khắp xung quanh là lũ tay Tình toilet đang bao quay và khống chế hai ta. Nhưng khi ta ngó về phía trái đằng xa thì ta thấy cái bản mặt chó chết của ngươi. Tình phản bội đúng là sự thật, ngươi đã nhập hội với lại lũ tay Tình toilet. Tay Tình Súng và tay Tình Cưa đã nói với ta mà ta không tin. Lúc đó ta rất hối hận, ta chỉ muốn cắn lưỡi chết mà thôi. Ngươi cầm mồm đi, ngươi không biết gì cả. Ta có nỗi khổ riêng nên ta mới giao kèo với lũ tay Tình toilet lúc đó mà thôi. Nhưng ta đã xin bọn chúng tha mạng cho các ngươi, rồi bảo các ngươi đi. Nhưng các ngươi thật cứng đầu. Bọn ta không cần sự tha mạng đó. Bọn ta thà chết cũng phải giết chết lũ tay Tình toilet, và đặc biệt là giết chết kẻ phản bội như ngươi. Lúc đó ta định kích nổ và tự sát để tạo ra một quả bom khổng lồ giết chết hết tất cả. Nhưng thật không ngờ tay Tình Cưa lại thực hiện điều đó trước ta. Cậu ấy đã hóa thành một quả bom và phát nổ giết chết hết tất cả quái vật bồn cầu. Còn ta
thì đã văng ra hàng trăm mét nhưng vẫn còn sống. Điều đáng tiếc đó chính là không giết chết được tên khốn như ngươi. Tình bạn đứng anh em, bạn đứng đồng đội. Ta đã bảo rồi, lúc đó ta có nỗi khổ. Bây giờ ngươi hãy đi đi, đi thật xa đi. Một ngày nào đó ta sẽ kể hết tất cả cho ngươi nghe. Có gì mà kể chứ, thứ phản bội như ngươi chết trăm ngàn lần cũng không xứng đáng. Ta phải quyết lấy cái mạng chó của ngươi đã. Được, vậy thì hãy theo ta, ta sẽ cho ngươi biết toàn bộ sự thật.